hiện đang sống ở dương trời. Cũng có những người chúng ta thấy rằng như những khoa học gia, họ đã cố công để mà đi phỏng vấn những người từng tuyên bố rằng mình đã chết và cũng đã sống lại, và nhờ vào những con người này để họ có thể thu thập được một người sau khi chết họ sẽ thấy điều gì, thấy một ánh sáng, nghe một tiếng nhạc hay là một cái điều gì đó mà họ có thể trải nghiệm ở trong cái giai đoạn giữa sống và chết như thế. Nhiều cách lắm mà người ta sẽ cố gắng để tìm biết được về thế giới tương lai, về số phận của một người sau khi qua đời. Nhưng ta nên nhớ rằng những gì đảm bảo nhất, chắc chắn nhất không phải thuộc về con người, nhưng nó là căn cứ trên sự mặc khải của lời Chúa. Và đây chính là điều chúng ta thấy rằng Phaolô ông đã trình bày trong câu thứ 15. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Và sau đó ông trình bày cả một giáo lý về sự sống lại và sự cất lên của Hội Thánh Chúa. Căn bản quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta đó chính là sự mặc khải của lời Chúa. Nhiều người ngày hôm nay đang cố gắng để tìm biết về thiên đàng, về địa ngục, về thế giới đời sau bằng nhiều hình thức như chúng ta đọc biết. Và ngay cả những người gọi là những cơ đốc nhân, những người tin Chúa, đôi khi họ cũng dùng một số cách nào đó thay vì dựa trên chính lời của Chúa để biết về số phận của con người. Cách đây không lâu tôi có nhận được một cái đoạn video clip được share từ một người bạn, một bài giảng của một nữ mục sư. Và nữ mục sư đó khi tôi xem lại là một hướng dẫn của chúng tôi khi còn thiếu nhi. Tôi nghĩ rằng nhiều anh chị ở đây sẽ biết người đó, tôi không nói tên. Và đó là một nữ mục sư ở Tư Gia. Và vị nữ mục sư này đã giảng một cái bài giảng nói về thiên đàng, về thiên đàng. Và tôi cũng cố gắng để nghe thiên đàng mà nữ mục sư này giảng là gì. Và rất đặc biệt bởi vì không đọc kinh thánh gì cả, nhưng những gì mà nữ mục sư này đang cố gắng để trình bày về thiên đàng đó là một giấc mơ mà cô đã trải qua cách đây một thời gian cũng không lâu lắm. Nằm bất động rồi nghe nói rằng Chúa đưa lên thiên đàng rồi ngồi trên đĩa bay và xẹt qua xẹt lại gì đó mà đứng mà một kể cho cả một thánh nghe. Và cứ một phần như thế cũng giống như một sư giảng, một phần như thế lại có một cái bài học áp dụng, một phần như thế cũng có bài học dụng, có một bố cục rõ ràng như thế là đạt một bài giảng. Đó là một bài giảng, nhưng một bài giảng không dựa trên sự mặc khải của lời Chúa như là một giấc chìm vào, một điều cực kỳ nguy hiểm. Trong buổi chiều hôm nay sẽ có một ban tráng niên cũng đang có một cái chương trình thờ phượng, nhưng họ không có diễn giả. Và họ hỏi tôi rằng như vậy thì họ có thể chiếu một bộ phim nào cho ban tráng niên có thể xem thay cho diễn giả. Họ đưa cho tôi hai option. Thứ nhất đó là phim Banner, các là chúng ta thì biết à. Và thứ hai đó là phim Thiên Đàng Có Thật. Thiên Đàng Có Thật. Banner thì tôi đã xem rồi và tôi cũng biết được cái nội dung nó, nhưng đó là câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không phải là thật, không phải là thật. Nhiều người xem cái đó và họ xem giống như là một phần của Thánh Kinh, và nghĩ rằng đó là điều cũng khá nguy hiểm. Xem đi giải trí thì hay, nhưng xem mà xem nó như là một lẽ thật ở trong thánh thì quá nguy hiểm. Còn bộ phim thứ hai mà họ cũng định trình chiếu đó là Thiên Đàng Có Thật, một cái khung cảnh ở trên thiên đàng có ngỗng bay, nó bơi qua bơi lại trên dòng sông rồi thì tức là cũng có một người cũng nằm mơ và thấy được đưa lên thiên đàng, mà thấy thiên đàng cảnh này cảnh kia cảnh nọ v.v. thấy rất là nực cười, rất là nực cười. Thật ra chúng ta sẽ thấy rằng những gì chúng ta được biết về số phận của con người, về tương lai, về thiên đàng của mình, tất cả những điều đó phải căn cứ trên lời của Chúa. Và những gì chúng ta đang nói đến đây đó là lời Chúa đã đến với Phaolô, và nhờ là đó mà Phaolô ông rao bảo và dạy dỗ chúng ta ở tại đây. Thế thì câu hỏi quan trọng mà chúng ta đặt ra đó là Phaolô đã nhận lời dạy liên quan đến sự sống lại và sự cất lên của Hội Thánh Chúa khi nào? Ông nói rằng ông nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Thế thì ông đã nhận cái sự mặc khải của Chúa khi nào ở trong đời sống của mình? Đây là câu hỏi thắc mắc khiến nhiều học giả cũng cố gắng để tìm câu trả lời. Và chúng ta thấy rằng có nhiều câu trả lời đã được đưa ra bởi các học giả thánh kinh khác nhau.
có người đã nói rằng Phaolô đã từng tổng hợp các bài giảng của Chúa Giêsu trong các sách phúc âm. Nhưng thật sự khi chúng ta quay trở lại các sách phúc âm thì lại chẳng thấy có một phần kinh thánh nào, một lời dạy nào của Chúa lại liên quan đến về số phận của những người đã ngủ sẽ được cất lên như thế nào đó. Chúa Giêsu ngài hoàn toàn không có đề cập đến. Vì vậy cái giả thuyết này không được sự ủng hộ nhiều từ nơi các học giả thánh kinh. Cũng có người họ cho rằng đây là một khải thị riêng tư của Chúa dành cho Phaolô khi ông ở tại đồng vắng Arabi trong 3 năm trước khi ông bước vào trong thời gian thi hành chức vụ, thì ông đã có một thời gian ở riêng với Chúa trong đồng vắng Arabi và ông đã được Chúa mặc khải nhiều điều lắm mà các sứ đồ khác không hề được mặc khải. Và có thể lắm một trong những sự mặc khải mà Chúa bày tỏ cho Phaolô chính là sự mặc khải liên quan đến sự chết, sự sống lại và sự cất lên của hội thánh Chúa. Cũng có người lại nói rằng Phaolô ông có lẽ viết những điều này dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh. Chẳng hạn như trong Cô Lô Nhất đoạn 2 câu 16 khi ông dạy cho hội thánh nhiều điều, thì ông nói rằng đó là ý của Thánh Linh đã bày tỏ cho ông. Chúa soi sáng để ông biết được những điều sẽ đến trong tương lai và ông đã viết tất cả những đó dưới sự dẫn dắt của chính Thánh Linh. Cũng có người lại nói rằng Phaolô đã nhận khải thị trực tiếp từ nơi Chúa, giống như cái trường hợp mà chúng ta thấy ở trong Cô Tô Nhì đoạn 12. Phaolô đã có một cái sự mặc khải rất đặc biệt mà không ai có được, đó là gì? Ông được Chúa cất lên đến từ trời thứ mấy? Chính từ mấy? Mấy từ trời mấy? Từ trời thứ ba. Và tại nơi đó ông được Chúa bày tỏ những điều rất lạ lùng ở nơi thiên đàng đó mà ông không được phép để nói lại cho những người ở trần gian. Chúng ta nhớ những điều như thế. Và có thể lắm đây cũng là một sự khải thị mà Chúa đã ban cho Phaolô, một sự khải thị trực tiếp. Và cũng có một số học giả kinh thánh họ nói rằng đây có thể là một lời truyền khẩu cơ đốc giáo. Đây là một lời dạy của chính Chúa Giêsu nhưng lại không được chép ở trong các sách phúc âm. Chúng ta nhớ có một lời dạy nào của Chúa Giêsu mà các sách phúc âm không đề cập đến, và Phaolô nói rằng đó là lời Chúa Giêsu đã ban. Ai nhớ được câu nào? Có một lời dạy của Phaolô đã trích dẫn nhưng lời dạy đó hoàn toàn không có trong bốn sách phúc âm, nhưng mà Phaolô khẳng định rằng đây là lời Chúa Giêsu đã phán điều này dựa trên đó để ông dạy cho hội thánh Chúa về sự tự lo cho chính mình và sự bố thí, sự giúp đỡ cho những người khó khăn. Ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Cái này chúng ta đừng nhớ trong câu ngụ đoạn 20 câu 35, chúng ta ghi chú câu thánh này về để chúng ta xem. Phaolô đã trích dẫn trong câu ngụ đoạn 20 câu 35 đó và nói rằng là Chúa Giêsu ngài đã dạy rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Nhưng cái lời dạy này lại không hề được thấy ở trong các sách phúc âm. Tại sao như thế? Có phải là do Phaolô tự chế ra không? Có phải là bốn sách văn là bốn sách ghi chép hết đầy đủ tất cả những bài giảng của Chúa Giêsu trên đất này? Cứ Chúa Giêsu chép bao nhiêu, thu âm lại bao nhiêu, hay là quay phim lại hết bao nhiêu, rồi bây giờ chỉ phát ra thôi, và tất cả những gì được chép trong thánh đó là những gì Chúa Giêsu nói. Có phải như vậy không? Ở đây chúng ta nên nhớ rằng là Thánh Kinh không phải là ghi chép tất cả những điều liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu, đến những lời dạy Chúa Giêsu. Có những điều Chúa Giêsu đã dạy nhưng không được chép ở trong Kinh Thánh vì cái mục đích của mỗi trước giả khác nhau khi họ trình bày. Vậy nó giống như là đúng như là điều mà sứ đồ Giăng ông đã từng nói, nếu ông kết thuật lại tất cả những việc Chúa Giêsu đã làm, những gì Chúa Giêsu đã giảng, thì ông nghĩ rằng là cả quyển Kinh Thánh này không đủ để ghi chép lại tất cả những điều như thế. Vì thế họ chỉ chọn đọc một số điều nào đó mà thôi. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái lời dạy liên quan đến sự sống lại và sự cất lên của hội thánh Chúa dường như cũng là một trong những lời truyền khẩu là do chính Chúa Giêsu dạy và các môn đồ họ truyền tai cho nhau, và Phaolô ông cũng biết được cái lời dạy như thế. Ở đây chúng ta không quả quyết một cách chắc chắn rằng cái lời dạy mà Phaolô ông nhận lãnh tại đây đó là qua trường hợp nào
qua cách thức thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn mà chúng ta có thể biết, đó là những gì Phaolô đang trình bày trong phần thánh kinh này, đó là sự chân thật chắc chắn đáng tin, vì đó là chính Chúa đã mặc khải cho Phaolô. Và những gì mà chúng ta sẽ tiếp tục để học hỏi trong đoạn thứ tư và những phần còn lại trong đoạn thứ năm liên quan đến Lai Thái Hậu, liên quan đến sự sống lại của người tiên Chúa, liên quan đến sự cất lên của họ Thánh Chúa trong ngày cuối cùng, v.v. Những điều đó là những điều được căn cứ trên chính sự mặc khải của Chúa dành cho Phaolô, và đó là những điều đáng tin cậy để chúng ta có thể học hỏi với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái lá thứ hai cũng rất quan trọng mà Phaolô dành thời gian rất nhiều để nói đến ở tại đây.